Sau bão số 4, các địa phương trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường cũng như quan tâm, chăm lo đời sống người dân gặp khó khăn. Những ngày qua, Ủy ban Nhân dân phường Khuê Trung phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 Bộ Công an thu dọn cành cây ngã đổ sau bão để lập lại cảnh quan, giao thông thông suốt. Các ngành đoàn thể cũng vận động hội viên ra quân cùng người dân tổng dọn vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh. Cùng với công tác môi trường, địa phương quan tâm hỗ trợ đột xuất cho người dân gặp khó khăn sau bão. Đơn cử như gia đình bà Hà Thị Thơm, tổ 6 phường Khuê Trung, được phường hỗ trợ 7 triệu đồng để lợp lại mái tôn hư hỏng. Theo chỉ đạo thành phố thì sau cơn bão số 4, Ủy ban Nhân phường Khuê Trung tập trung huy động các lực lượng đơn vị quân đội hỗ trợ cùng với địa phương, cùng với nhân dân tổ chức tổng ra quân môi trường dọn dẹp rác sau bão trên toàn thể 26 khu dân cư, có 107 cái tuyến đường đô thị và 59 cái tuyến đường kiệt hẻm. Trong 2 ngày theo mục tiêu thì chúng tôi sẽ giải quyết cơ bản cái tình hình rác sau bão, ô nhiễm môi trường để tránh cái phát sinh cái dịch bệnh do bão. Đồng thời cũng rà soát các hộ khó khăn trên địa bàn do bị ảnh hưởng do bão như sập đổ nhà, tốc mái để có cái chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân.